Xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Trần Anh Riverside. Thì bây giờ Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình tham quan một cái mẫu nhà phố của bên khu Trần Anh Riverside. Thì ở trong đây nó bao gồm có đất nền, có nhà phố và có biệt thự. Thì video trước là Nhân đã quay biệt thự cho cả nhà rồi. Bây giờ Nhân sẽ review lại những cái căn nhà phố cho cả nhà cùng được xem nha. Rồi Nhân xin mời. Bây giờ là mấy cái căn này chưa xong ở cả nhà. Bây giờ Nhân sẽ kiếm một cái căn nào đó mà nó hoàn thiện tương đối một xíu, Nhân sẽ dẫn cả nhà một đó tham quan. Thì mặc dù là lúc trước á, Nhân có học bên xây dựng dân dụng như cả nhà, thì mấy cái này chắc ăn là sẽ biết rồi, nhưng mà thật sự á, bỏ lâu quá rồi không nhớ gì hết. Khi mà ví dụ như á, khi mà mình vào đây á, mình dân xây dựng như cả nhà sẽ nhìn ra và hình dung được cái nhà nó như thế nào. Nhưng mà thật sự bây giờ Nhân bước vào nó rất là rối luôn. Ví dụ như theo dõi từ đầu thì có thể biết được, bây giờ tự nhiên ngang nhiên mình bước vào đó thì hầu như là nó rất là khó hình dung. Thì ở đây căn nhà phố thì nó ngang 4m, ngang 4m, dài 12, dài 13, dài 14, thì nó tùy vào vị trí. Và cái diện tích của nó là 2 lầu. Rồi nhưng mà cả nhà qua trong. Dưới đây là cầu thang đi lên nha cả nhà. Thì hiện tại là chưa có làm những cái mặt bậc á, cho nên là chưa có đi được. Phía sau này sao ta? Tức là bên đây sẽ xây tường lại luôn, xây tường lại cho cả nhà hết. Và phía sau này thì có một cái sân sau, nhưng mình thấy có cái đà đi ngang đó, mà sau này sẽ xây một bức tường là nó ngang giữa hai cái lốc nhà lại, chứ không phải là chung như cả nhà. Thì khi lúc nào mà cả nhà mình xuống đây tham quan cái khu này đó, thì lúc đó Nhân sẽ có nguyên chọn quẹt một cái bản vẽ luôn. Lúc đó Nhân sẽ hướng dẫn thêm cho mình trên bản vẽ và mình nhìn thực tế ở ngoài. Trước khi mà mình nhìn chung như vậy thì nó rất là rối. Nhưng mà bây giờ Nhân phải quay những hình ảnh như thế này. Thật sự những hình ảnh như thế này sau này nó rất là hiếm. Khi mà nếu như những các bạn khác mà không có quay, không có chụp về khu này đó, thì sau này khi mà nhà hoàn thành hết rồi, hoàn thiện hết rồi, thì lúc đó mình sẽ không biết cái lúc đầu. Cái lúc đầu là những cái anh thợ ảnh làm như thế nào, rất là ổn, rất là phí, cho nên Nhân phải lại những cái đoạn này cho cả nhà xem. Nó thật sự ra như cả nhà mình thấy cái cây đà ở đây nó rất là to luôn. Cái đà này là bây giờ là khoảng 30, ngang 15 và 30, rất là cứng cáp luôn. Thì ở đây là một cái không gian chung nè, không gian chung từ đây cho dài tới đằng kia luôn, thì nguyên một cái lốc này. Còn bây giờ chỉ được một vài căn là đã xây tường thôi, còn những cái căn kia hiện tại đang trống. Nếu như mình tính cái thời gian giao nhà thì từ thời điểm hiện tại bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 4 tới 5 tháng nữa mình sẽ được nhận nhà nha cả nhà. Trong khu Trần Anh Riverside này thì Nhân thích nhất được một cái là khi từ ngoài cổng mình bước vào thì bên tay phải cũng có một cái công viên, và bên tay trái cũng có một cái công viên rất là lớn nha cả nhà. Và mình đi thẳng về phía sau luôn, một trục đường chính thẳng về phía sau là mình sẽ gặp sông Vàm Cỏ Đông, và đó là rất tuyệt vời. Cái dự án của mình là nó có 3 tiêu điểm: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, tức là 3 cái yếu tố đó mình đều có hết. Thì từ cái vị trí này cả nhà mình đi ra thị trấn Bến Lức nó tầm khoảng chừng 1 cây số thôi, 1 km thôi, rất là gần. Còn phía sau dự án là sông Vàm Cỏ Đông, tức là nhị cận giang, và tam cận lộ thì phía trước dự án của mình là đường Nguyễn Văn Tui. Thì Nguyễn Văn Tui từ quốc lộ 1A đi vào đây chỉ có 300m thôi nha cả nhà, rất là sướng, rất là thoải mái. Và bây giờ mời cả nhà mình đi qua công viên bên kia. Như hiện tại thì cả nhà mình thấy sau lưng Nhân là một cái công viên cũng nhỏ nhỏ thôi, nó không có lớn lắm. Tại vì tổng khu của mình thì nó rơi vào tầm khoảng thôi, để Nhân làm video sau, Nhân sẽ nói về tổng quan khu và cái vị trí. Thứ nhất là vị trí, rồi những cái tiềm năng trong khu và tiềm năng và tiện ích ngoài khu, thì Nhân sẽ làm thêm một video nữa, bởi vì video này thì nó cũng hơi dài rồi. Thì video trước là Nhân đã làm cho mình là biệt thự trong khu này, và bây giờ là Nhân làm một video là nhà phố. Thì video sau thì tổng hợp lại là nó sẽ là vị trí và tiềm năng của cái khu vực mà xung quanh mình đang ở. Thì thay vì để cho cả nhà mình đi tìm hiểu thì nó rất là lâu, cho nên là Nhân sẽ tổng hợp lại trong những video để cho cả nhà mình xem được tổng thể về cái dự án và
những cái tiện ích xung quanh luôn. Rồi mời cả nhà mình ngắm cái con chút xíu nha. Và nãy giờ thì cả nhà mình cũng đã đi được một vòng dự án Trần Anh Riverside, những cái mẫu nhà phố và những cái công viên, những cái tiện ích xung quanh những cái căn nhà phố này. Thì Nhân cũng chia sẻ cho cả nhà một chút xíu là bất cứ một con người nào trên đời này nếu như sinh ra đều đã có một tổ ấm. Thì những cái tổ ấm đó là ông bà hoặc là cha mẹ dành cho mình. Thì khi mình lớn lên rồi, Nhân chắc chắn một điều, mình cũng phải tìm riêng một tổ ấm cho mình. Và tổ ấm đó bắt đầu từ những căn nhà hoặc là những căn biệt thự. Và trước mắt nếu như cả nhà mình chưa có nhu cầu thì biết đâu sau này mình sẽ có nhu cầu. Cho nên Nhân làm những cái video này để Nhân ấn định lại cái kênh riêng của Nhân. Thì biết đâu sau này cả nhà mình khi cần tới nhà, cần tới đất hoặc là cần tới biệt thự để mình làm riêng một tổ ấm cho mình, thì lúc đó cả nhà mình sẽ nhớ đến Nhân. Và cả nhà mình hãy gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình. Biết đâu sau này có duyên thì mình sẽ gặp và Nhân sẽ tư vấn những cái sản phẩm tốt nhất và đúng nhu cầu của mình nhất. Rồi cả nhà mình hãy bấm một nút like để ủng hộ Nhân và có thể bấm đăng ký kênh và để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau.